Rồi, xin chào các bạn. Mình lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn mẫu xe Sport Modern 2019. Và đây là xe Sport Modern 2019. Đó, các bạn nhìn cái bộ càng của nó rất là khác biệt này. Tên của nó chính xác là M133 Sport 2019. Các bạn nhìn sự khác biệt của bộ càng sau. Mình sẽ quay những bộ phận khác biệt trước. Xe chạy bình 48V 12A, quãng đường di chuyển là 50km một lần tràn đầy. Có nghĩa là những cái phiên bản sau này thì sẽ được tối ưu hơn về quãng đường. Các đặc đến từ đằng sau, cụm đồng hồ, đèn trước các bạn thấy đèn rất là đẹp, rồi có đèn LED ban ngày. Các chi tiết xe, lốp xe cũng được lắp loại lốp chất lượng hơn. M133 Sport 2019. Xe vẫn được trang bị bộ khóa chống trộm được chuyển từ xa. Và mình chủ yếu là quay về cái hình thức bên ngoài và cái tính năng vượt trội xe. Bộ tem mới cho xe rất là đẹp. Càng nhôm, cái vai càng nhôm này nó có ưu điểm nó nhẹ mà nó lại không bị nan. Đây là một càng sau. Xe vẫn sử dụng động cơ 350W. Cái đèn hậu sau cũng thay đổi rồi. Có một dải đèn LED rất là đẹp. Đó là M133 Sport 2019. Đó là cái tên của nó thực sự nhé. Không phải như một số đơn vị là cứ 18, 19 là lẫn lộn. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái cốp này, cốp xe nó. Yên của nó rất là đẹp. Cốp xe. Cốp xe này thì cái xe nó được trang bị cái bộ điều tốc nằm tất cả dây điện nằm trong cái cốp này. Thực ra là cái xe đi trời mưa rất khó có thể sự cố được. Ngày trước những cái dòng xe trước thì để cái bộ điều khiển nó nằm ở dưới đây. Còn bây giờ những cái dòng này cải tiến thì là xe đã được để trong cái cốp. Thì cái cốp nó sẽ bị thu nhỏ hơn một chút, bù lại là các bạn di chuyển trời mưa rất là yên tâm. Tính năng đầy đủ với cơ bản khác nhau là bộ đèn, đồng hồ hiển thị ngoài trời sáng này nhìn nó hơi khó, cái bộ đồng hồ rất là đẹp. Xe cũng có chế độ sport đèn còi xi nhan đầy đủ. Rồi nữa mình sẽ quay lại cái động cơ đằng sau Modern M133 Sport 2019. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn vui lòng vào website www.xinhanh.com để xem thông tin chi tiết về chiếc xe này nhé.